Đây là mình đứng ở trên cái thôn Lạc Điền các bạn. Đây Lạc Điền là phía đây này. Phía đây là thôn Lạc Điền. Là ngay cái cửa của cái sông Cò Bồi các bạn. Đó, cửa sông các bạn. Ở trước mặt các bạn đó, là cửa sông Cò Bồi. Thân chào các bạn. Mình đang đứng ở đầu cầu Thị Nại các bạn. Cái bạn ngay đầu cầu đây thì bây giờ nó hơi bị mờ cái sơn bằng đá, nhưng mà nó hơi mờ sơn này. Mình đọc các bạn nghe là chiều dài 2.500 mét mà chiều rộng 14.5 mét. Chủ đầu tư là Sở Giao thông Vận tải, quyết định đầu tư là Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định, tư vấn thiết kế là công ty tư vấn thiết kế đường bộ, tư vấn giám sát là Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông Vận tải, kiểm định là Cục Đường bộ Việt Nam. Để cho mình đọc lại cái bản cho các bạn xem cho vui, chứ còn thật ra hôm nay á là mình nói về cái đầm Thị Nại các bạn. Mình cũng hơi suy nghĩ về cái đầm Thị Nại đây các bạn ơi. Đây là một cái đầm tương đối rộng các bạn, khá rộng. Nhưng mà mình không biết là trước đây là nó rộng bao nhiêu. Và theo mình nghĩ hồi xưa thì có thể là đây là biển chứ không phải là cái đầm bạn. Tại vì hồi xưa mình nhớ là cái có thông tin là nói là hồi xưa có cái cảng thị nước mặn mà. Cả thị nước mặn nó nằm ở phía các tiếng này đó. Mà do bây giờ nó bị bồi lấp cho nên nó mất cái cửa vào các bạn. Cái cửa vào của nó là tính ra là từ cái núi Đơn của Nhân Lý các bạn. Để tí mình sẽ đi qua cầu, mình đi tới cái khu vực đó. Từ núi Đơn của Nhân Lý mà nó đi lên tới trên cái núi Bạc Cát Tiến các bạn. Thì theo mình biết là người ta cũng phỏng đoán là cái cửa đó là khoảng 8 km các bạn. Cái cửa biển đó là 8 km. Như vậy thì cái dãy núi Phương Nam này là hồi trước là bên phía Nhân Hội đây, hồi trước là đảo bạn, chứ không phải là bán đảo đâu. Hồi trước Nhân Hội là một cái đảo. Rồi sau này khi cái cửa biển nó bị lấp thì cái cảng thị nước mặn đó không còn hoạt động được, nó mới dời về cái phía, người ta mới dời cái cảng thị đó về phía cảng của Nhân. Bây giờ nắng nó hơi lóa các bạn. Thì đại khái là như vậy, thì cái đây các bạn cũng biết rồi. Nhưng mà hôm nay mình muốn nói đến vấn đề là cái đầm Thị Nại đây, hình như là có lẽ là theo mình nghĩ là nó sẽ nhỏ hơn như hồi xưa các bạn. Một phần thì cái cửa biển nó lấp rồi. Nó lấp thì cái đó là cái khoảng lấp đó cũng khá là nhiều các bạn. 8 cây số mà cái một cái bề dày đó là nó cát không đó, nó lấp bây giờ thành một cái khu Nhân Hội mới, với là cái khu mà các bạn thấy là cái điện gió các bạn. Cái điện gió chỗ Cát Tiến đó là cái khu đó, hồi trước là nếu mà theo như mình nói hồi nãy thì cái chỗ đó là cái cửa, gọi là cái cửa kẻ thử. Rộng bề ngang nó tới 8 km bạn. Thì nó theo mình nghĩ hồi trước là cái nó, cái cửa này bị lấp á, là một phần là do bồi lấp chắc của hai cái nhánh của sông Côn bạn. Một cái nhánh là từ chạy bên phía núi Bà bạn, là chạy qua cái cầu sông Chùa á. Rồi một cái nhánh nữa là chạy ở cầu Gò Bồi, hai cái nhánh nó đổ về cái chỗ mà đi ra cái chỗ điện gió mà. Thì theo mình nghĩ có thể là bồi lấp là do cát phù sa rồi của hai sông nó đổ xuống mà. Trên mấy cái dãy núi đây này, phần lớn là hình như là núi Trường Sơn, một nhánh của Trường Sơn đó, nó đổ ra thì nó lấp cái cửa đây. Còn
cái đầm Thị Nại thì em nghĩ nó chật là một phần này bạn, một phần này hiện trạng bây giờ nữa là người ta khai thác thủy sản bạn, rồi người ta lấp đầm để người ta ngăn lại để người ta làm đìa rồi á, lần đôi khi là người ta đổ đất người ta làm nhà luôn, thành ra là cứ mỗi nơi lấn một ít vậy á, thành ra cái đầm bây giờ nó bị chật. Chút nữa mình tham khảo bát Google các bạn nghe nói về đầm Thị Nại nha bạn. Bây giờ mình sẽ đi qua cầu Nhân Hội bạn, đi tới cái chỗ mà cái khu mà mình nghĩ là hồi xưa là cái cửa kẻ thử á, là từ cái đường đi Nhân Lý các bạn. Cái núi Đơn là cái núi mà ngay eo gió bạn, đó là gọi là núi Đơn. Núi Đơn là hình như chỗ đó nó có một cái núi riêng á, chắc mình nghĩ vậy. Còn cái dãy núi Phương Nam này khác bạn, à Phương Mai khác. Còn núi Đơn là chỗ Nhân Lý là hôm bữa mình leo lên đó là chỗ đó khác. Thì mình nghĩ từ đó mà tức là đi qua hết cái khu dân cư Nhân Hội bạn. Rồi từ cái khu vực đó mà đi lên tới qua hết cái cánh đồng điện gió. Thì mình nghĩ một khu vực cửa kẻ thử bị bồi lấp là cái chỗ đó bồi lấp á. Bây giờ mình sẽ mở Google các bạn nghe tham khảo cho vui. Bát Google là chủ yếu là mình tham khảo các bạn, chứ nói chung là thông tin cũng chưa phải là chính xác hoàn toàn đâu bạn em. Đầm Thị Nại là một đầm phá rộng lớn nằm ở phía bắc thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Nơi đây đã có lịch sử lâu đời và là một thắng cảnh nổi tiếng của thành phố. Đầm Thị Nại xưa kia, đầm Thị Nại là một vùng đất ngập nước hoang sơ. Nơi đây là nơi sinh sống của nhiều loài động thực vật, đặc biệt là các loài thủy sản. Đầm Thị Nại cũng là một tuyến đường thủy quan trọng nối liền thành phố Quy Nhơn với các vùng phụ cận. Đầm Thị Nại ngày nay, đầm Thị Nại đã được cải tạo và phát triển thành một khu du lịch sinh thái. Nơi đây có nhiều bãi biển đẹp, hệ thống rừng ngập mặn đa dạng và nhiều khu vui chơi giải trí hấp dẫn. Đầm Thị Nại là một điểm đến lý tưởng cho du khách khi đến với Quy Nhơn. Sự thay đổi của đầm Thị Nại, có thể thấy đầm Thị Nại đã có nhiều thay đổi so với trước đây. Tuy nhiên, những nét đẹp tự nhiên của nơi đây vẫn được giữ nguyên. Đầm Thị Nại vẫn là một điểm đến hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định, các địa điểm lấn chiếm đầm Thị Nại nhiều nhất là khu vực cửa sông An Nhơn. Đây là khu vực có diện tích lấn chiếm lớn nhất với tổng diện tích khoảng 1.000 hectare. Khu vực này chủ yếu được lấn chiếm để nuôi trồng thủy sản, trồng rừng nước và xây dựng các công trình dân sinh. Khu vực Cồn Chim, đây là khu vực có hệ sinh thái rừng ngập mặn đa dạng nhưng cũng là khu vực bị lấn chiếm nhiều nhất. Diện tích lấn chiếm tại khu vực này khoảng 400 hectare, chủ yếu được sử dụng để nuôi trồng thủy sản và xây dựng các công trình dân sinh. Khu vực Cồn Vệ, đây là khu vực có diện tích lấn chiếm khoảng 300 hectare, chủ yếu được sử dụng để nuôi trồng thủy sản. Ngoài ra, tình trạng lấn chiếm đầm Thị Nại còn diễn ra ở nhiều khu vực khác như khu vực Cồn Gò, khu vực Cồn Cây Bằng, khu vực Cồn Nổi. Tình trạng lấn chiếm đầm Thị Nại gây ra nhiều hệ lụy như gây ô nhiễm môi trường, việc lấn chiếm đầm Thị Nại làm giảm diện tích mặt nước, ảnh hưởng đến quá trình trao đổi nước khí của đầm. Điều này dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến hệ sinh thái của đầm, gây mất an toàn giao thông đường thủy. Việc lấn chiếm đầm Thị Nại làm thu hẹp diện tích luồng lạch, gây mất an toàn giao thông đường thủy, gây thiệt hại kinh tế. Việc lấn chiếm đầm Thị Nại làm giảm nguồn lợi thủy sản, ảnh hưởng đến kinh tế của địa phương. Để giải quyết tình trạng lấn chiếm đầm Thị Nại, các cơ quan chức năng của tỉnh Bình Định đã triển khai nhiều biện pháp như tăng cường tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, không lấn chiếm đầm Thị Nại, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm lấn chiếm đầm Thị Nại, tổ chức thực hiện các dự án cải tạo phục hồi đầm Thị Nại. Tuy nhiên, tình trạng lấn chiếm đầm Thị Nại vẫn còn diễn ra phức tạp, đòi hỏi các cơ quan chức năng cần có những giải pháp quyết liệt hơn nữa để ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Như vậy thì mình nghe bài tham khảo trên Bát Google các bạn. Nghe được tham khảo thôi, chứ mình cũng chưa chính xác được cái thông tin. Bây giờ mình sẽ đi qua đi lại cái khu Hội Lộc các bạn, cái khu mà dân cư mới á,
đó, mình coi thử là người ta mở rộng cái khu đó như thế nào ạ. Mà không biết là theo như hồi nãy trên bát Google nói thì cái khu này không biết là nó chiếm cái diện tích rộng chật như thế nào, mà hồi trước mà mình theo mình biết thì hồi trước không có khu này là như vậy. Thì thật ra là khu đây là lấn làm gì nại, nhưng mà lấn có kế hoạch các bạn, là có kế hoạch của tỉnh đó nó mới lập ra những khu đó, còn những cái lẻ tẻ là người ta lấn thì không có kiểm soát được các bạn. Bây giờ mình đi qua bên đó các bạn. À, mình sắp tới cái chỗ mà khu vực dân cư mới của Đầm Thị Nại thì mình thấy có bản quy hoạch chi tiết xây dựng nè, khu vực phía đông Đầm Thị Nại thuộc thành phố Quy Nhơn và huyện Tuy Phước các bạn. Đây là bản đồ quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt ngày 13 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định. Cái đầu phía đây là phía Quy Nhơn các bạn. Đó, còn cái rìa đây là cái khu vực phía Đầm Thị Nại quy hoạch ra khu dân cư mới các bạn. Còn ở trên đây là thôn Huỳnh Giảng đây là Huỳnh Giảng Bắc nè. Tức là Huỳnh Giảng nó có hai thôn, mà một cái Bắc một cái Nam. Cái Nam phía đầu phía dưới đây bạn. Không thấy trên này, hình như nằm ở đâu khúc giữa giữa đây nè. Hay là chỗ đây, hình như chỗ đây sao? Đại khái vậy thì cái khu đây đô thị mới đây bạn. Thì qua phía bên đây là khu Tuy Phước rồi bạn. Qua cái đầu phía bên đây là đi phía đây là hướng Bắc nha bạn. Đây là hướng Bắc nè. Đó. Bây giờ mà mình đang từ thành phố Quy Nhơn đi qua cái đầu bên đây ở hướng Nam này, tí nữa mình đi tới khu đô thị là mình sẽ chạy dọc theo cái khu đô thị mới này. Thì hết cái khu của Quy Nhơn sẽ qua tới khu Tuy Phước luôn các bạn. Mà biết hiện tại thì cái khu Quy Nhơn thì hôm bữa mình quay mấy lần rồi bạn, nhưng mà bây giờ cái khu bên Tuy Phước đây không biết là người ta đã mở rộng ra như thế nào. Thì bây giờ mình đi lên mình cập nhật thêm một số hình ảnh về cái khu mới bên phía Tuy Phước là thôn Huỳnh Giảng đây nè. Đó. Là cái phía đây là cái phía mà hôm trước mình hồi nãy mình nói là cái chỗ mà bắt đầu là tức là hết cái khu của Nhân Hộ đây bạn, là nó có cái đường đi qua bên Nhân Lý bạn, là qua cái núi đôi á, à, núi đơn nhé, xin lỗi. Đó, qua núi đơn á thì cái cửa kẻ thử mình nói là nó bồi lấp phải 8 km từ cái núi đơn, tức là cái khoảng ở đây bạn. Còn cái khu mà bên thôn Huỳnh Giảng đây là cái khu mà theo mình nghĩ hồi trước là nó là cái cửa. Bây giờ mình đi tiếp nha bạn. À, mình tới cái khu dân cư mới Nhân Hội bạn. Bây giờ mình đi rẽ vào này, mình chạy dọc theo cái khu đây lên tới cái đầu trên kia coi thử là người ta đã làm thêm cái gì các bạn. Đầu phía trên kia là của Tuy Phước, phía dưới đây là thuộc thành phố Quy Nhơn. Mình đi cái đường dọc dọc theo sát cái bờ đầm các bạn. Thì lên trên đồ xa trên kia sẽ có chùa Phật Lồi á, lâu rồi. Đây khu đây thì mình chỉ thấy người ta làm mấy cái đìa để nuôi trồng thủy sản các bạn, chứ không không thấy lấn chiếm gì cái chỗ cái khu đất này cả. Cái khu đây là cái khu có quy hoạch các bạn, khu dân cư mới đây là có quy hoạch, hình như hồi nãy mình đưa các bạn xem á. Thì đi hết cái đoạn rìa ngoài đầm đây thì tới cái chùa đây là chùa Phật Lồi các bạn, chùa Linh Sơn. Rồi chùa Phật Lồi là có hôm trước mình cũng có quay các bạn xem cái tượng tượng Phật á, người ta phát hiện hình như ở đầm Thị Nại hay là ở biển gì đó, rồi người ta đem người ta thờ ra bên Nhân Hải các bạn.
rồi sau này khi bên Hải Giang thì phải, Hải Giang Nhân Hải gì đó, rồi sau này quy hoạch lại thì người ta mới dời chùa qua đây, là dời chùa Phật qua đây luôn, chùa Linh Sơn. Bây giờ mình đi theo cái rìa nè, đây có cái bờ tường nè, không biết ở trong kia là công ty gì mình cũng không nắm lắm. Thì trước mặt các bạn là thấy cái cánh đồng điện gió mà, điện gió cắt tiếng á. Thì hết cái khu đây các bạn, là cái chỗ mà mình nghĩ có thể là hồi xưa là cái cửa kẻ thử, và cửa kẻ thử là tới 8 cây số luôn bạn. Tức là hết cái khu dân cư mới Nhân Hội này này là sẽ có cái đường đi qua phía tây phải các bạn, là đường đó đi về Nhân Lý. Thì tới Nhân Lý là cái khu dân cư Nhân Lý là nó nằm sát bên dân cư Bắc Nhân Lý các bạn, phía Bắc Bãi Bắc á. Bãi Bắc á là nằm dưới cái chân của cái núi Đơn. Núi đó gọi là núi Đơn. Thì theo như Google nói là cái bồi lấp là từ cái khoảng núi đó mà, tức là nó qua FLC luôn hả? Tức là cả cái khu vực mà FLC cho lên tới trên cái cánh đồng điện gió này á, là cái khu vực cửa kẻ thử à. Hồi xưa cái cửa đây mình nghĩ nó rộng lắm. Mà ngay cái khu vực mà cái mình nghi ngờ là cái cửa kẻ thử thì cái đó là chính là cái cửa của hai cái sông các bạn. Hai cái sông là hai nhánh sông đó là sông Côn. Một nhánh chảy qua cầu Gò Bồi, một nhánh là nó chảy qua cầu sông Chùa các bạn. Sông Chùa tôi là Gò Bồi đi ra mà đi tới cái đường đi sân bay các bạn, đường ở FLC đi sân bay á. Tức là phía quốc lộ 19 đó bạn, 19B á. Thì lên tới đó là một nhánh của sông Côn nữa, là hai nhánh nó đổ về trở lại tới cái cửa đây bạn. Thì mình nghĩ cái cửa đây hồi xưa nó bồi lấp tới 8 km. Bây giờ người ta cũng không biết chính xác nữa bạn, nhưng mà mình cũng phỏng đoán vậy thôi. Thế mình đi lại cái khu vực đây mình coi thử là còn cái dấu tích gì không bạn. Thì vừa rồi mình tìm hiểu thì chỉ còn một cái dấu tích, đó là cái chợ kẻ thử các bạn. Cái chợ đó là nó nằm ở các tiếng rồi. Như vậy thì đúng là cái cửa kẻ thử đây theo mình nghĩ là nó rộng từ các tiếng mà nó xuống tới núi Đơn á. Hồi xưa theo mình nghĩ là những cái thương cảng các bạn, là người ta thành lập thương cảng là người ta dựa vào cái cửa sông. Là vì sao? Vì mình nghĩ khi mà tàu bè đi ngoài biển vào á, thì tới hồi xưa đường bộ chắc là cũng khó có bạn, cho nên là hồi xưa là người ta chủ yếu đi sông Lạch. Thì tới cửa sông là bắt đầu người ta đi theo cửa sông. Mà cái khu vực ở Bình Định mình á, thì cái thành Rồ Bàng là nó nằm ở An Nhơn các bạn. Tức là theo mình là nó sẽ đi theo cái người ta tàu bè nó vào cái cửa kẻ thử đây á, rồi xong đó là nó sẽ vào, nó cập bến ở chỗ cái khoảng mà chùa Nước Mặn các bạn. Theo mình nghĩ vậy á, là vì cái Gò Bồi á là cái chỗ cũng bồi lấp thêm sau này, chứ hồi trước á là mình nghĩ là nó đất liền nó vô tới cái chỗ chùa Nước Mặn á, chùa Bà Nước Mặn á. Tại vì cái cảng thủy Nước Mặn là theo mình nghĩ nó nằm đâu khoảng đó. Thì rồi nó mới chở hàng hóa dọc theo cái sông Côn mà. Là dọc theo sông Côn của chỗ Gò Bồi mà đi lên tới An Nhơn, lên tới cầu Tân An đó. Bữa mình nói là cái nhánh đó lên tới cầu Tân An đó. Đây mình đi qua cái khu đây hình như là cái khu bên Nhân Lý rồi bạn. À quên, xin lỗi, bên Tuy Phước rồi bạn. Đây mình quay ra phía đầm này, phía đầm đây thì chắc hồi giờ hiện trạng nó không vậy bạn, người ta không có lấn chiếm, vì người ta làm bìa thôi. Nói chung là người ta đắp bìa để mà khai thác thủy sản thôi.
Đây trước mặt các bạn là thấy cánh đồng điện gió nè, các tiếng này đó, nguyên một cái khu đây lên tới trên cái chỗ mà các tiếng, tức là lên chỗ gần tượng Phật các bạn, lên chợ các tiếng á. Thì mình nghĩ hồi xưa là cái chợ các tiếng là nằm trong đất liền, chợ các tiếng á. Còn cái thương cảng á, thì cái cảng đi, cái cửa đi vào là cái cửa Cải Thử, là ở cái đoạn đây, là ở đây đảo bán đảo Phương Nam Mai, đây là hồi xưa là một cái đảo, cho nên là cái đầm Thị Nại hồi xưa là cái biển. Rồi tàu bè đó nó vào đây là nó mới đi lên cái chỗ Gò Bồi, đi lên trên đó là cảng thị nước mặn, rồi hàng hóa nó mới xuống đó, rồi người ta mới truyền chữ quốc ngữ ở ngay đó bạn, có cơ sở truyền chữ quốc ngữ đó, rồi hàng hóa nó mới đi theo cái sông Côn đó bạn. Mình nghĩ đi lên cái phía mà thành Độ Bàn á, tức là hồi xưa là kinh đô của Chăm Pa mà. Đây chỗ đây thì hình như là tới đây là hết bạn, thấy có cái bờ kè rồi đó, khu vực bên kia là điện gió mà. Đây thì cái khu đây lâu nay mình cũng thấy chưa xây dựng mà bây giờ cỏ mọc rồi nè, người ta lại lập bờ kè rồi nè, như vậy là chắc cố định rồi, cố định tới đây là hết rồi. Qua bên kia là như lên phía bên kia là thôn Huỳnh Giáng hay sao mà. Còn phía trên kia là có cái đường đi cắt tiếng mà chút mình đi lên đường đó, mình đi lên tới cái chợ Cải Thử các bạn, chợ đó là chợ cắt tiếng. Bây giờ mình trở lại cho đây không có đường ra bạn, trời cũng hơi mưa rồi. Bây giờ mình trở ra lại, mình chạy ra ngược lại đây bạn, đây là cái khu mới này, tức là về phía Tuy Phước các bạn, hình như là cũng chưa xây dựng gì nhiều, mình cập nhật theo các bạn xem. Giờ mình sẽ lên kia mình đi qua cái chợ Kẻ Thử, tức là cái chợ Cát Tiến, coi thử là có dấu tích gì về cái chợ xưa không bạn. Cho đây, cái khu vực đây mình đoán là cái cửa Kẻ Thử, từ đây ra tới chợ Cát Tiến các bạn, là khu vực cửa Kẻ Thử. Rồi trên đó mình cũng vào xem cái làng chài, cái chỗ Cát Tiến thử các bạn. Đúng rồi. À, mình mới hỏi một anh ở ngay khu vực đây thì anh nói là cái đường đây đi lên đi lên tới các tiếng được bạn. Mình đi dọc theo đầm đây, mình quay một số hình ảnh đó các bạn xem cho vui. Đi ra cái cửa sông ở Gò Bồi á, với là cái sông Chùa chảy xuống các bạn, sông cầu chùa, sông Chùa á. À, cảm ơn em nghe. À, đi đường đây cho nó lạ bạn, chứ cái đường trên kia thì mình đi hồi giờ rồi, đường đó là đi qua cái khu điện gió, bây giờ mình đi cái đường bê tông ở trong xóm này thôi bạn. Cái khu đây tại vì hồi trước mình nghĩ là cái khu đây là cái khu bồi lấp của cái cửa Kẻ Thử các bạn, mình cũng phỏng đoán vậy thôi. Thì nếu mà bồi lấp thì theo mình nghĩ chủ yếu là ở cái phù sa ở trong mấy con sông nó đổ ra thì nó mới bồi lấp, chứ không thể là trên núi được bạn. À, không thể là tự nhiên mà nó bồi lấp được, thì phải có cái sông nó chảy ra, rồi cát đất nó đẩy ra, phù sa nó đẩy ra thì nó mới bồi lấp vào đây, cho nên cái khu đây là mình thấy như cát không à. Như vậy thì nếu mà nếu hồi xưa mà ở đây là cái cửa bạn, thì cái Phương Mai này là cái đảo rồi, là cái đầm Thị Nại là một cái biển, thì hồi xưa nó là nước mặn, bây giờ nước xà hai rồi, gọi là nước lợ rồi. Tại bây giờ là nó bị chặn lại, cái cửa Kẻ Thử đây chặn lại thì nước trên các sông suối đổ xuống thì nó hòa vô trong cái đầm các bạn, thì nước nó sẽ phai lần. Rồi chỉ còn cái cửa ngoài phía mà Quy Nhơn đó, là nó thông ra cái cửa đó, thì nước mặn nó trộn vô thì thành nước lợ mà. Thành ra cái theo mình nghĩ
cái sinh thái của cái hồ nó cũng thay đổi mà. Khi cái cửa kẻ thử này bị lấp á, thì cái sinh thái của cái hồ nó cũng thay đổi. Thì hồi xưa nó là biển, sau này nó thành nước lợ. Đường bê tông đây thì hơi nhỏ các bạn, khoảng hơn 1,5 m à. Mà nước ở trên kia nó đổ xuống này nè, mưa sơ sơ mà nước nó ngập. Cái khu đây hồi giờ mình chưa đi vào các bạn, hồi giờ mình không nghĩ là đi vào được. Giờ mình cứ đi men 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 theo đây coi thử có thấy cái cửa sông chỗ Gò Bồi đổ xuống không. Hai cái nhánh sông Côn đổ ra mà, đổ ra cái cửa đây. Và theo mình nghĩ là lấp thì chắc do hai con sông đó. Đây là người ta cũng hoạt động nuôi trồng thủy sản ngay trên đầm. Cho mình thấy cũng chưa có hiện tượng lấn chiếm nhiều. Khu đây chắc hồi trước giờ nữa như vậy. Còn bữa nay có đường bê tông chứ hồi xưa mình nghĩ không có đâu bạn. Hồi xưa chắc là đi khổ lắm á, không có đi được đâu. À bây giờ mình đi đường nào đây? À đường đây. Rồi coi đường bê tông mình cứ đi xét cái đường ngoài. Nói chung mình cũng không có mở Google lên. Hồi nãy thì mình chỉ hỏi cái đứa em là ở gần đó thôi. Sẵn mình quay cái đường đi đây tôi vui. Cái đường đây thì chắc chưa ai từng quay các bạn. Mình cũng rảnh mà đi thôi. Bữa nay trời mát mà, trời nó mưa rắc 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 nhưng mà nó mát lắm, không có nắng. Mình nhìn thấy cái cánh đồng điện gió kia mà ở phía trên cao á. Các bạn đi khu đây cho biết. Đây là thuộc Tuy Phước rồi mà. Qua đây là thuộc Tuy Phước rồi. Đó, điện gió trên kia mà. Tôi đã ở trong khu đây mà dân cư họ cũng ở đông kia mà. Đây nhà nhỏ không à. Chứ không có vườn. Đó có cái đường phía bên tay phải là đi lên lại cái đường lộ mà. Nhưng mình không đi đường đó, mình cứ đi cái đường dưới này. Cho nên lạ. Đi theo sơ đồ thì chắc mình đoán chừng là nó có thể lên tới trên cái ngã ba mới của mình đi lộn đường. Ngã ba mới của các tiếng các bạn. Chỗ cái bùng binh vòng xoay mới mà đi đi ra cái chỗ tượng Phật á, Phật ngồi á. Ồ đây người ta phải lúa không, hình như cỏ chỗ này cỏ mọc, cỏ hoa đầy mía. Chỗ cái đường này, chỗ đây thì nó hơi bị sỏi đá này, nó bị mòn, bê tông nó bị mòn sỏi. Ở trong đây còn có mấy cái nhà người ta xây cũng dạng biệt thự. À, nhìn lên thấy điện gió trên kia bạn, mấy cái cục điện gió. Để coi còn đi vòng vòng nữa được không, chắc không được rồi. À đây đi lên lòng vòng con xóm này. Dù cho cái dân cư ở đây cũng đông rồi bạn. Chỗ đây có cát này. Thì mình đi cho biết là phỏng đoán là cái cửa kẻ thử hồi xưa. À, cứ cho là như vậy. Thì cái khu đây là cái cửa thứ 8 cái số các bạn ơi. Bồi lấp 8 cái số là tính từ cái núi Đơn của Nhân Lý qua cái khu FLC mà chạy lên tới đây mà. Tôi rộng cho nên là
từ đâu thế kỷ 17, 18 lần các bạn, mấy trăm năm rồi. Mà nếu như vậy thì tương lai nó sẽ bồi lấp nữa, và cái đầm Thị Nại mình á, theo mình nghĩ đó, là vài trăm năm nữa là nó sẽ hẹp nữa mà. Đây Phước Hòa, trung học cơ sở Phước Hòa, chú Trần làm đâu trong gốc này. Rồi học sinh đi học sao đây mình biết. Nằm đâu cái khu đây học sinh đi học xa mà. Đây chưa thấy cái cửa sông Gò Bồi nha bạn. Mình chưa thấy cái cửa sông Gò Bồi. Cửa sông Gò Bồi và cái cửa sông bên kia là không biết là sông cái gì. Cầu sông Chua. Là cầu sông Chùa, nhưng mà cũng sông Côn đó bạn, hai nhánh sông Côn. Một nhánh là cầu Tân An. Còn một nhánh nữa nó tách đầu phía trên kìa bạn. Nhánh nó tách đầu trên chỗ cầu Bình Lâm á. À, chỗ tháp Bình Lâm nhá. Chỗ tháp Bình Lâm thì nó tách ra làm hai nhánh. Hai nhánh nó chạy vòng qua cái tháp phía bên kia tháp Bình Lâm và chạy về cái cầu sông Chùa. Cầu Chùa là gần tới quốc lộ 19B rồi. Quay làm kỷ niệm luôn mà. Chắc ít khi mình đi được đây. Ai Huỳnh Giảng Bắc mà, đây này, đúng rồi, đây thôn Huỳnh Giảng Bắc nè. Để hỏi thử đi lên các tuyến đường này phải không em? Không đi 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 lên đi đường đây vẫn được á, ở đây được không? Được à? À đi đường kia là ra đường lộ mà, còn đi đường đây là đi mình đi vòng vòng trong khu dân cư này đi tiếp. Đây là thôn Huỳnh Giảng Bắc. Hôm trước mình quay các bạn xem là Huỳnh Giảng Nam. Là cái chỗ cái khu dân cư Nhân Hội bạn. Đi ra đầm á là có cái thôn Huỳnh Giảng Nam. Thì cái thôn đó nó nằm ở cái vị trí là của Quy Nhơn, nhưng mà nó lại thuộc Tuy Phước à. Hôm trước mình có quay rồi. Còn lên đây là thuộc Tuy Phước rồi, là Huỳnh Giảng Bắc. Đây mà không biết là đi ăn đi dọc đây bạn, và đi ra cái ra bờ đê rồi. Đây vô cái khu dân cư, đúng rồi, chắc cửa sông đâu đây bạn. Đoạn cửa sông này, mình coi thử cái cửa sông này. Chắc cái cửa sông chỗ Gò Bồi đổ ra là chỗ đây bạn. À, bên đây là điện gió các bạn. Điện gió cho các tuyến á. Cái cung đường trên đó đẹp lắm bạn. Cung đường mà điện gió đó, nhiều bạn quay cái cung đường nó đẹp. Đây mình đi cái đường dưới cái khu dân cư thôn Huỳnh Giảng Bắc. Đây mình coi cái cửa sông Gò Bồi và cái nhánh bên cầu sông Chùa đổ ra lấp cái cửa kẻ thử. Cửa kẻ thử là chắc cái đoạn mình đang đi đây. Tôi là vậy, cái cửa này hồi xưa rộng quá bạn. Nếu mà mình nghĩ là cái cửa đây mà bị lấp á, thì trước khi mà bị lấp thì nó phải bị cạn. Mà nếu nó bị cạn như vậy thì mình nghĩ phải hồi xưa phải có tàu bè đó, nó phải bị mắc kẹt hoặc là bị đắm gì khúc với cái cửa này bạn. Trước khi mà cửa bị lấp á, thì theo mình nghĩ là trước khi mà bị lấp thì tàu bè chắc lúc thủy triều lên người ta vẫn qua lại. Rồi đôi khi là trong quá trình đi thì cũng thế nào cũng có tàu bè mắc kẹt. Mà không hiểu có ai đã tìm được cái di vật gì tàu bè hồi xưa nó chìm ở khu vực đây không bác? Không các bạn ha. Mình cái này mình chưa rõ. Mà nếu tìm được những cái xác tàu bè đó thì tìm được cái di vật cổ bạn. Những đồ vật cổ mà hồi xưa là chắc sành sứ nhiều. Đây là một khu ruộng khá rộng mà.
chắc chỗ đây là cái cửa nè. Mình cũng chưa thấy. Ồ, nhìn rộng lắm bạn, nhìn lên thấy núi Bà luôn nè. Bên kia thấy có cửa đập, không biết là cái sông Bà Bồi nó ra cái đoạn nào. Đó, bên kia có cửa đập. Mình không đứng đây, mình chưa xác định được. Còn đây đi lên phía đường lộ thì cũng gần, mà đi qua tới phải đây khoảng vài trăm mét là ra đường lộ. Nè, đây có một cái khu nghĩa địa nè, như công giáo là nhiều ạ. Như vậy nếu mà công giáo đây thì theo mình nghĩ là sau này mà, chứ không phải hồi xưa đâu. Sau này là tại vì khi mà các giáo sĩ họ qua truyền giáo, họ là phát minh ra chữ quốc ngữ á. Đó, tức là cái chỗ mà bữa mình quay các bạn, chỗ cây đa chùa Bà Nước Mặn á, thì sau này là mới có cái Thiên Chúa giáo, rồi mới có mồ mả của người Công giáo chôn đây. Thì sau này cái này là sau này, tức là sau khi khu này nó bồi lấp rồi mà. Đây là thôn Phú Hậu. Bữa nay trời mưa phất, nhìn thấy tượng Phật luôn à. Đây, tượng Phật cắt tiếng. Tượng Phật ngồi. Chút nữa mình sẽ đi lên tới đó mình tìm cái chợ kẻ thử thử bạn, coi thử nó có dấu tích gì không. Mình cũng tình cờ tìm cái kẻ thử đây bạn, cái cửa kẻ thử đây rồi mình mới thấy thông tin là còn cái chợ. Tức là mình coi thử là chung quanh cái khu vực đây có cái địa danh nào mà còn cái tên kẻ thử các bạn, thì mình phát hiện ra là còn cái chợ kẻ thử à. Chắc cái này lâu rồi mà mình không biết. Cái chợ kẻ thử là cái chợ cắt tiếng á, mình cũng đi quay lại quay phim rồi, nhưng mà cái chợ như nằm bên trong mà. Còn hôm bữa mình đi quay là quay cái chợ tự phát ở ngoài đường. Đây cái cổng thôn Phú Hậu này, xã Cát Chánh. Ủa Cát Chánh đây là Cát Chánh là Phú Cát rồi. Trời nắng nhưng mà nó có mưa hốc phất. Đây không biết cái cửa sông nó là chỗ đây rộng quá, nhìn nó không biết cái cửa sông được. Cửa sông Bà Bồi á, đi nào mình nhìn cũng không thấy. Ồ, tính ra cũng khá xa bạn. Đi ở đây cũng xa chứ không gần. Để mình hỏi thử. Em đứng đây cái sông Gò Bồi, sông Gò Bồi nó chảy ra chỗ nào đâu? Sông Gò Bồi hả? Sông Gò Bồi nó ra ngõ nào? Không biết hả? Em phải dân ở đây hả? À cái em ăn dừa nó không, nó ở đâu nó tới nên đi bán cho nên không biết. Là qua đi để nó xa quá mình không xác định được. À bên kia có một cái cầu, phía bên đây có một cái cầu sắt. Rồi khu vực đây qua bên kia khá xa bạn, xa lắm. Thấy bên kia có mấy cái công trình cao cao cao, không biết là cái khu đó là khu gì. Ê, bây giờ mình đi ra đây thì cũng ra đường lộ rồi bạn, nhưng mà mình không đi, mình đi tiếp đường đây thử, đi hết cái thôn thử. Đây công viên nước Cát Tiếng, đúng rồi, vậy là tới đây là hết rồi. À đúng rồi, mình phải đi ra thôi chứ đường tới đây là hết rồi. Như tới đây là đúng không bạn, như tới đây là hết đó. Theo trên sơ đồ mình coi là tới chỗ con nước Cát Tiếng là qua tới đoạn đây như là hết đường. Để mình đi thử thêm một xíu nữa. Rồi nắng lên lại rồi các bạn. Tới con nước Cát Tiếng thì mình rẽ lên ra đường lộ các bạn. Để mình chạy thêm đoạn cho vui. Thì lâu lâu mới đi được.
Đây có cái cầu, không biết là cầu đây trong xóm dân cư rồi, chứ không phải cầu sông Chùa. Ở trên kia là tượng Phật ngồi. Sao nó còn dài dữ vậy? Coi thử nó tới đâu, đường bê tông nó tới đâu đây. Thấy ngoài kia còn xe máy chạy, chắc đi ra đường lộ không được á. Hỏi mấy người dân để thử. Đây chạy qua cầu các bạn. Đây chắc là chạy về phía Gò Bồi. Theo mình đoán chừng là cái đường này là rẽ vào phía Gò Bồi mà. Để mình đứng lên mình coi sơ đồ lại thử. Phía xa xa kia mình thấy có một cái chùa các bạn. Xa tiếng kia có cái chùa. Bên đây tượng Phật nè. Ồ khô lại thoáng các bạn. Ồ mát quá. Nhìn lên núi Bà nè. Bên đây có đường bê tông này, đường bê tông này chắc đi ra lại cái đường lộ đó, đi qua bên cái điện gió kia. Để mình hỏi cái anh đây. Đi qua các tiếng đi đường đây phải không em? Dạ. Đi qua các tiếng đi đường bên đây phải không? Đi lên lên các tiếng á, lên đúng, đúng, đúng rồi. Bên này còn đường đây là đi về Gò Bồi hả? Đúng rồi, cho chú đi đường này là đi đường Mân Tân Sống đi. Cầu xuống chùa hả? Chùa xong qua đây đi Gò Bồi, qua đây lại các tiếng à, cũng đi được nhưng mà đi đây gần hơn à, rồi cảm ơn nghe. Đúng rồi bạn, là đường này là đi về phía đây là về cầu sông Chùa này à, thì cũng đi lên các tiếng được, còn mình đi qua đường đây thì mình đi ra đây cũng lên các tiếng gần hơn à, đứng đây cho biết cái khu vực ở đây để có cái cầu khá cao bạn, mình chạy lên cầu cho vui. Chạy lên cầu mình chạy lại. Quê các bạn xem cái khu vực đây. Chúng ta cái đây mà lúc mà đồng lúa là nó chắc cũng bạc ngàn các bạn. Ồ, quá trời đồng này. Ồ, thấy không? Nhìn lúc xa dưới kia nghĩ chắc phải gần chục cái số không biết rồi. Mà ruộng đây không biết nó có ngọt mặn các bạn. Ruộng lúa đây nè. Mà đây bây giờ thấy có lát không ạ? À? Không biết là có phải trồng lúa được không? Rất sợ ngập mặn các bạn. À cầu đây nó hơi chặt các bạn. Đúng rồi, cái đồng này có lát nhiều chứ không phải đồng lúa. À thôi giờ mình trở lại. Nên đi qua tham quan cho vui cầu. Không thấy cái tên mà. Ồ, chỗ đây thì chắc để nhánh sông này, chắc cái nhánh sông đổ xuống nè. Em nghĩ là chắc cái nhánh đây bên cầu sông Chùa đổ xuống nè. Hoặc là cái nhánh đây người ta lấy nước mà vô trong cái đồng ruộng đây cho cũng không phải là sông đổ xuống. Không mà nếu nước mặn thì người ta cũng đâu lấy làm gì mà. Thì có thể là một nhánh sông nhỏ nào đó bên kia nó chảy ra. Nếu mà khu vực đang ngập mặn thì người ta cũng không lấy làm gì. Nhưng mà sao đây, chỗ đây người ta cày nè mà. Chỗ đây không biết, à đây, chỗ đây có cái kênh nước ngọt. Tức là qua cái con đường đây mà. Là bên đây là chắc nước ngọt. Đây có con mương á. Như vậy thì bên này đúng là phía đây trồng lúa được. Cái con mương đó là giống như cái đập tràn thôi mà. À con đường à, hồi nãy đi là giống như cái đập tràn á, cầu nó cao á. Mà cái con đường nó thấp là giống như cái bờ tràn. Đây người ta cày vậy. Để trong này có thể trồng lúa được. Giờ mình đi ra lại mà. Ra lại đường lộ đi cắt tiếng. Đây điện gió, đây con đường đi cắt tiếng. Mình cũng chẳng biết cái khúc nào đây mà. Chắc gần tới cái chỗ cái ngã Bùng Binh, cái Bùng Binh mà đường bên phía Nhân Lý đi qua cắt tiếng luôn các bạn. Đường mới á.
nó sắp tới một bên đó. À, mấy năm trước á, mình qua đây á, ngồi uống nước mía thôi mà, thì hỏi mấy dân đây là người ta bán nhà ở đây là bán đất thôi chứ, là người ta bán theo cái kiểu mà coi như là mét tối mà cứ tính mét tính tiền, còn độ sâu là muốn sâu bao nhiêu là sâu, không biết là bữa nay còn không biết, chắc bữa nay là hết rồi, tại hồi xưa phía sau là cắt không à. Bây giờ là đây mình đúng là mình đi tới ngã ba rồi. Không phải ngã ba mà tới bụng bình luôn, vòng xoay á. Vòng xoay đi lên Cát Tiến nè. Ồ, trời kia bên này mà bây giờ thấy hơi mù, muốn mưa rồi. Thôi mình đi vô cái chợ Cát Tiến thử các bạn. Đây là đường đi Nhân Lý. Đó cánh đồng điện gió. Bên kia là qua tượng Phật ngồi, đường đây là đường đi lên sân bay Phù Cát các bạn. Đó cái đường trước mặt các bạn á. Còn mình đi đường đây là đi về phía tượng Phật ngồi và đi về cái làng chài chỗ Trung Lương các bạn. Hôm trước có một đứa em nó hỏi về cái làng chài Trung Lương. Ồ chắc mưa tối rồi, thấy trên phía núi Bà mưa. Mình không biết có tới được cái chỗ chợ Kẻ Thử không? Thấy muốn mưa rồi. Không biết nó có vô camera nhưng mà mình cũng biết nó phốc phốc rồi. Mình quay lui các bạn. Ồ mưa mà thôi mình xin dừng tạm dừng. Vừa rồi nó ảnh hưởng mưa bạn, mình dừng video á. Bây giờ nó muốn mưa lại rồi. Giờ mình đi lên một đoạn thì tới chỗ đây là thấy tượng Phật ngồi bạn. Có cái đường đi vô đây là hình như vô cái làng chài Trung Lương á. Giờ mình sẽ đi qua tay trái là đi vô cái chợ Kẻ Thử trước rồi mà. Đi lên cái chợ Cát Tiến á. Đây, chút nữa mình xuống đây mình đi vô mấy cái xóm này, mình đi ra cái chợ ra cái khu làng chài thử mà. Mưa rồi. Thôi mình dừng xíu đã. Mưa quá. À, ngoài ngã ba cái chỗ đây mình đi vô đây khoảng 50 mét rồi bạn. Có một cái nhà 1986 này. Thì chỗ đây có cái hẻm nè, cái hẻm này đi vô cái chợ Kẻ Thử đó. Đi vô cái chợ Kẻ Thử tức là chợ Cát Tiến. À, mình đi vô trong cái chợ đó thử nữa. Đây. Thì, khoảng vài chục mét là tới cái chợ. Đó thấy cái nóc chợ. Thưa các bạn là mình tới cái chợ Kẻ Thử bạn. Đây. Cái bạn cái chữ khắc ở trên cái thành bê tông đây còn chữ chợ Kẻ Thử các bạn có thấy không? Đây cái bê tông đây hơi bị nứt các bạn. Đây. Đây các bạn. Cái nóc chợ đây nè là lợp ngói này. Chợ đây xưa rồi.
nó thấp, chợ thấp lắm. Chợ ở đây là chợ Cát Tiến này, còn sau này chắc người ta đã sửa chữa rồi mà. Đây, phía sau đây là hình như thêm rồi, còn cái chỗ đây tới đây là hết rồi. Một gian, hai gian, như có ba gian nhỏ nhỏ đây mà. Đây mấy cái trụ hồi xưa đây, hình như là sợ ra sau này người ta sửa lại mà. Đây nó bị mục rồi, đây là mục rớt xuống rồi. Còn ngói đây chắc ngói Phú Phong à. Chắc lột lại rồi, thấy là ngói Bình Nghi, Phú Phong. Ngói đây là lột lại sau này nè. Gần như bữa nay người ta không có bán trong chợ nhiều bạn, gần như bán ngoài, với ngoài đường lộ nữa. Còn phía trong chợ này thấy mấy cái sạp người ta để đựng hàng, chứa hàng không. Đây, mấy cái bê gạch đây chắc là người ta xây sau này rồi. Làm mấy cái bệ này. Thấy trong đây gần như không ai bán nữa. Đây, mấy cái phần tre này. Mấy cái sạp tre chứ. Ồ. Đúng rồi, xưa mấy cái sạp đây là kê ra là để bán hàng thôi mà. Mình đi tầm về trưa, tầm về chợ nó nghỉ rồi. Nói chung mình lên mình quay cái chợ xưa thôi mình, do trời đang mưa các bạn, mình không ra phía ngoài được. Mình đứng phía trong chợ. Đây có được một cái đoạn đây thôi. Đây thì bây giờ xung quanh đây nhà dân người ta ở hết rồi. Đây cái nóc chợ. À, thấy được hai cái nóc rồi. Hai cái nóc. Mà chỉ cái chợ cái chữ cái chợ cây thử nó còn đó mà. Quay lại kỷ niệm các bạn xem. Giờ trời nó mưa quá, là đi nước. Buổi trưa bây giờ nói chung là đang nghỉ bán rồi. Chợ kẻ thử thì mình vào quay cái chợ đây là vì cái chữ cái từ kẻ thử là nó liên quan tới cái cửa kẻ thử. Hồi nãy mình nói với các bạn là cái cửa lớn của cái cảng thị nước mặn các bạn, thì cái cửa đó nó từ núi Đơn mà nó chạy lên tới đây bạn, cho nên mới có cái chợ đây. Cái chợ đây tụng tên thì có thể là mình nghĩ cái cửa tàu bè hồi trước cũng có thể là đi vào đi ra cái chỗ đây và người ta thành lập cái chợ ở chỗ đây bạn. Đi vào đây là đi vào phía Gò Bồi á, đi theo cái sông Côn á, đi lên tới cái thành Đồ Bàn các bạn, hàng hóa lên cái cảng thị nước mặn ngay chỗ đầu khúc chùa Bà các bạn. Ở phía bên kia là núi Bà các bạn, phía bên xa xa bên kia nó hơi khuất. Thôi bây giờ mình đi xuống cái làng chài chỗ Cát Tiến mà coi thử là cái làng chài Trung Lương đó coi còn cái làng chài đó không ạ. Rồi hồi mấy bữa trước có một số bạn hỏi á, mình cũng không rõ, thì nếu làng chài đó còn thì chắc xưa hồi xưa cũng có một cái làng chài chỗ đó mà, thì sau này bây giờ còn như người ta chuyển đổi nghề hết rồi, không biết cái còn cái làng không. Mình đi xuống cái khu dân cư đó thử nghe mà. Mình mới ở trong chợ cái thử đi ra bạn, thì trở lại cái khúc cua hồi nãy nè, nhìn lên thấy tượng Phật các bạn. Thì trước mặt các bạn là có đường bê tông ở phía bên đây là đi vô khu dân cư á, thì đi đường đó cũng được, hoặc là mình đi ngược lại bạn tới chỗ cái cô đang quét rác này nè, thấy có đề tấm biển đó,
là cái đường đó đi xuống dưới bờ biển á, mình đi đường đó thử nghe bạn. À, có cái bạn tắm biển giữ xe nước ngọt này, bây giờ mình đi xuống đây chắc đi xuống cái bờ biển được á, mình ra tham quan cái bờ biển coi thử có cái ghe tàu đánh cá gì hay là làng chài để nằm đâu ngoài biển đó mà. Khu đây là cái bờ biển Trung Lương, mình lên trên kia là như resort với là khu tắm biển vậy mà, còn chỗ đây là khu dân cư, khu dân cư để có lâu rồi mà. Không biết bữa nay người ta chuyển đổi nghề cũng khá nhiều, không biết có còn cái làng chài hay không. Giờ hôm trước có thằng em nó hỏi mình chưa rõ, giờ đi thử mà trời mưa rồi mà, rồi nó cứ lất phất mưa, lất phất mưa, mưa rồi nắng, mưa rồi nắng, giờ nó hơi mưa. Còn đây là lên dốc, ra cái bờ biển để thử. Ô, đây đậu xe đi ra bờ biển thử. Bờ biển Trung Lương. À, mấy trong kia là giữ xe tắm biển là chù cho cái biển đây mà ai mà dám tắm hết rồi. Sóng nó ghê quá mà. Rồi sóng lớn quá. Chắc không dám tắm rồi. Mình cũng thấy ghe tàu cái chỗ đây nhiều. Rồi cái làng chài không biết là còn không bạn. Nếu làng chài còn phải có ghe tàu, mà ghe tàu hình như chỗ đây sống vậy người ta cũng không có đậu. Mà ở trên bờ thì cũng vài cái sóng à. Chắc có thể làng chài người ta nghỉ hay sao mà. Hôm bữa mình quay thì mình thấy có một số thúng hay là gì ở trên cái núi đá bên kia kìa, phía núi đá đầu cái mỏm bên kia. À, không biết là bữa nay người ta tập trung qua bên đó cũng có thể đậu ghe tàu bên đó bạn. Cái chỗ đây thì gần như không thấy. Chỗ đây chắc là người ta tắm biển mà. Mà tắm biển cái mùa nào cho mùa đây thì sóng lớn quá bạn. Đi ra đoạn. Chú cho cái bờ biển nó cao. Xuống dưới biển xuống sâu phải là 4-5 mét. À, nhìn lên tượng Phật này. Đây là biển Trung Lương. Gần như vậy thì cái làng chài này không còn nữa. À, nhìn từ trên xuống dưới không thấy ghe tàu mà. Thấy cái chỗ khúc đây là chỉ có một vài cái thúng còn sót lại, còn bên đây là cánh đồng điện gió nha bạn. Khu đây thì không có dân cư rồi. Khu đây là đi ra phía ngoài đây là cánh đồng điện gió, không có dân cư rồi. Còn phía bên đây nè, phía bên đây thì sóng lớn mà cũng không, một vài cái thúng mà. Đó mình mới ở trên đi xuống rồi. Như vậy thì cái làng chài này là không còn. Hôm trước mình cứ tưởng chắc còn làng chài, chắc đây cũng còn một vài người người ta theo nghề. Để hỏi thằng em thử. Em, cái làng chài Trung Lương này bữa nay còn không em? Cái làng chài hồi xưa bữa nay còn không? Làng chài Trung Lương còn chứ, nhưng mà nay động rồi, tờ động rồi, đem ra phía kia rồi. À, ghe đậu ngoài kia. Thầy anh nhìn không thấy ghe, tưởng là góc bên đây nghỉ. Do tàu động. Vẫn còn hả? Dạ, khoảng bao nhiêu cái ghe? Ở đây á. À. Cũng mấy trăm chiếc ấy. Ủa, mấy trăm chiếc rồi hả? Ừ, lớn nhỏ cũng mấy trăm chiếc. Đậu đâu không thấy đâu. Vì không, ý là người ta ghi lớn người ta chạy gửi hết rồi. À, còn mà những cái thuyền thúng nhỏ thì không có tính, ý là thuyền thúng nhỏ là ghe đó rồi. Ngay cái mỏm đá kia phải không? Ngay mỏm đá. Ngay mỏm cát trắng trắng trong này nè. À, đó là người ta đậu ngoài đó. Dạ, đó là thuyền thúng nhỏ. À. Còn nói thuyền lớn á, thuyền kia lớn thì thuyền nó bắt ra bờ á,
là người ta chạy gửi hết. À, có thể là kiếm cái chỗ nào kín là. Dạ, yeah, đúng rồi. À, còn đây là mấy cái đồ mình lên được đây mình để đây. Dạ, yeah, mấy đồ đây giờ người ta đã đông quá, người ta không làm được cái chỗ nó nhỏ quá. Anh là tưởng là du lịch bữa nay cái làng chài người ta nghỉ hết. Dạ, yeah, đúng rồi. À, không phải là nghỉ, người ta vẫn làm. Vẫn làm. Yeah. Cảm ơn em nghe. À, như vậy người ta vẫn làm à, nhưng mà do bên đây động á. À. Những cái đúng như vậy này, nhưng mà những thứ này người ta ít làm á. À. Ý là người ta đông quá chặt chậu người ta không làm, người ta muốn khiêng cấp. À, khiêng cấp. Chứ bây giờ là ghe tàu động rồi đó. Dạ, yeah, không ừ. Có ghe lợi cúng như vậy thôi. À vậy hả? Ghe ít lắm, ghe nhỏ nhỏ. Ghe nhỏ nè, còn ghe lớn người ta đi chỗ ghe khác nè. Người ta đi làm, người ta chạy gửi dưới kia hết rồi. À. Đó. Cảm ơn em. Như vậy là vẫn còn các bạn, làng chài vẫn còn hoạt động, làng chài Trung Lương vẫn còn hoạt động nhưng mà do động mà, cho nên là chuyển lên trên kia, thằng em nó chuyển lên trên kia hết rồi, thúng rồi ta đã đem lên trên kia, còn mấy thuyền lớn người ta đi gửi chỗ khác. Ở ngoài xa kia mình thấy có mấy cái hòn, coi hòn à, bên phía Nhân Lý các bạn, mấy cái hòn đó bên phía Nhân Lý á. Đâu quay cái làng chài, mà làng chài bữa nay không, như người ta dời đi đâu hết rồi phải không? Động, động phải không? Nghe anh em nó nói động, người ta đi thuyền đi núp hết rồi. À, tính ra coi có ghe tàu gì quay vui quá. À, rồi. Cái núi đó là, à, cái mấy cái đảo đó ở đâu vậy anh? À, Nhân Lý. À, cảm ơn anh. Mấy cái đảo đó là bên phía Nhân Lý mà. Thôi bây giờ mình xin dừng video đây các bạn. Như vậy là mình cập nhật một số hình ảnh về cái làng chài Trung Lương. Do mùa này hơi động cho nên không có thấy tàu ghe. Rồi cái chợ Kẻ Thử. Và cái đoạn từ đây các bạn. Từ đây mà đi, để mình ra cái bờ biển lại. Đoạn từ đây mà đi lên tới, à, đi xuống tới cái núi Đơn ở Nhân Lý các bạn, là hồi xưa là cái cửa đây này, từ đây mà đi xuống đó cái núi núi đó là chắc núi Đơn các bạn, đây này, đi đây đi xuống một cái đoạn từ đây, đây này, từ đây mà đi xuống tới cái núi Đơn kia là hồi xưa là cái đây là gần như là cái khu cái cửa biển các bạn, hồi xưa là cửa biển, cho nên là cái bên cái bán đảo Phương Mai hồi xưa là một cái đảo đó, hồi xưa bên đó là một cái đảo đó. Thôi mình đứng lên cho cao cao một chút đó, hồi xưa bên bán đảo Phương Mai đó hồi xưa là cái đảo, thì ngay cái chỗ mà điện gió đây hồi xưa là cái khúc này là mình nghĩ là đúng là cái cửa mà. Cái cửa biển á, nó bồi lấp đó, người nó nói từ đây ra xuống cái núi Đơn kia là khoảng 8 cái số bạn, núi Đơn đó là ở Nhân Lý đó, đó cái núi mình thấy là mờ xa thiệt xa bạn. Cửa Kẻ Thử không còn thấy gì hết à, cũng không biết là có cái tàu thuyền nào hồi xưa mà đi ra vào lúc cái cửa mà sắp lấp đây nữa, có bị đắm bị chìm gì cái khúc đây thì bây giờ cũng không, mình không biết là còn dấu tích gì không. Rồi, xin chào các bạn, mình xin dừng video ở đây. Cửa Kẻ Thử hay cửa Cách Thử là một cửa biển nằm ở phía bắc đầm Thị Nại, tỉnh Bình Định, Việt Nam. Cửa biển này thông ra Biển Đông, nằm giữa núi Bà ở phía bắc và núi Đơn ở Sương Ly về phía nam. Có bề rộng hơn 2 km từ bờ biển phía đông đến cửa sông Côn Đồ về phía bắc đầm Thị Nại ở phía tây. Cửa Kẻ Thử có lịch sử lâu đời, gắn liền với sự phát triển của kinh đô Vijaya của Vương quốc Champa. Dưới thời Champa, cửa biển này là một trong những cảng biển quan trọng nhất của vương quốc, là nơi giao lưu thương mại với các nước phương Đông và phương Tây. Vào thế kỷ 17 đến 18, cửa biển này được gọi là của Kẻ Thù hay Cách Thử. Đây là một cửa biển quan trọng của Đàng Trong, là nơi tập trung nhiều thuyền buôn của các nước phương Tây đến giao thương. Tuy nhiên, vào thế kỷ 19, cửa biển này bị cắt bồi lấp kín, không còn thông ra Biển Đông. Nguyên nhân của hiện tượng này được cho là do sự thay đổi dòng chảy của sông Côn, do hoạt động khai thác cát của con người và do biến đổi khí hậu. Ngày nay, cửa Kẻ Thử chỉ còn lại là một bãi cát trắng ven biển, là nơi sinh sống của nhiều loài động thực vật. Tuy nhiên, cửa biển này vẫn là một địa danh lịch sử quan trọng của tỉnh Bình Định.
Dưới đây là một số thông tin chi tiết về cửa biển Kẻ Thử, vị trí nằm ở phía bắc đầm Thị Nại, tỉnh Bình Định, Việt Nam. Thông ra biển Đông, nằm giữa núi Bà ở phía bắc và núi Đơn ở Dương Ly về phía nam. Bề rộng hơn 2 km từ bờ biển phía đông đến cửa sông Côn Đồ về phía bắc đầm Thị Nại ở phía tây. Có lịch sử lâu đời gắn liền với sự phát triển của kinh đô Vijaya của Vương quốc Champa. Dưới thời Champa, cửa biển này là một trong những cảng biển quan trọng nhất của vương quốc. Vào thế kỷ 17 đến 18, cửa biển này được gọi là của Kẻ Thù hay Cách Thử. Đây là một cửa biển quan trọng của Đàng Trong, là nơi tập trung nhiều thuyền buôn của các nước phương Tây đến giao thương. Tuy nhiên, vào thế kỷ 19, cửa biển này bị cát bồi lấp kín, không còn thông ra biển Đông. Ngày nay, cửa Kẻ Thử chỉ còn lại là một bãi cát trắng ven biển, là nơi sinh sống của nhiều loài động thực vật.